chương 3496, thuê biến bùm bụp, bù, bùm bụp, bù, bùm bụp. Bù. Cũng không biết trôi qua bao lâu, cuối cùng nước trong ao cũng có động tĩnh, trong tiếng bùm bụp, bù, chỉ thấy ao nước nổi lên bong bóng, trong tiếng bong bóng nổi bùm bụp, bù, bùm bụp, bù, bù, bùm bụp, bù. chỉ thấy đáy ao liên tục nổi lên từng chuỗi bong bóng. Theo lý thuyết thì sau khi bong bóng nổi lên khỏi đáy ao thì nó sẽ trồi lên mặt nước, sau đó vỡ tan. Thế nhưng những chuỗi bong bóng này sau khi trồi khỏi đáy ao thì lại không nổi lên mặt nước mà lại chìm xuống đáy ao. Khi đưa tay vớt bong bóng khỏi đáy ao thì người sẽ phát hiện những viên bong bóng này chẳng khác gì bọc nước mềm nhũn, giống như bong bóng sau khi nổi khỏi đáy ao thì nó hòa lẫn với nước, biến thành bọc nước như thế này, vì vậy bong bóng không nổi lên mặt nước, cũng không vỡ tan mà chỉ có thể chìm xuống đáy ao. Ô khi bong bóng trồi lên, tệ thú quỷ ngư tỉnh lại, nhìn bong bóng trong ao càng ngày càng nhiều, nó hưng phấn kêu khẽ, bùm bụp, bùm bụp, bùm bụp chỉ trong thời gian ngắn, bong bóng đã đầy ao nước, nhắc cũng lạ, khi vô số bong bóng lập lưỡng trong ao thì nước trong ao lại không hề tràn ra ngay cả một giọt nước cũng không tràn ngay cả khi bong bóng lấp đầy toàn bộ ao thì vẫn không có nước tràn ra nhìn thấy cả ao đầy bong bóng tệ thú quỷ ngưu gấp gáp không chờ nổi nữa muốn nhảy vào trong ao ngay lập tức thế nhưng nó lại nhìn lý thất giả dạ. lúc này lý thất giả dạ mới chậm rãi mở mắt nhìn cả ao đầy bong bóng cười nhạt đây cũng là duyên phận cũng thế cho ngươi một cơ hội ngươi vào ao ngâm trước đi bằng không sau khi ta ra tay thì ngươi sẽ không còn cơ hội nữa Ô, nghe lý thất dạ nói vậy tệ thú quỷ ngưu hưng phấn kêu lớn một tiếng sau đó dầm một cái cả người nhảy vào trong ao bọt nước bắn lên thật cao có cần hưng phấn như thế không nhìn thấy tệ thú quỷ ngưu gấp gấp không chờ kịp nhảy vào trong ao lý thất dạ không khỏi lắc đầu cười tệ thú quỷ ngưu hưng phấn thì hưng phấn thế nhưng khi nó ngâm mình trong ao thì nhanh chóng nhập định đùng đùng khi tệ thú quỷ ngưu ngâm mình trong ao thì oàn thân nó bắt đầu mọc lông thế nhưng nhìn kỹ thì đây không phải là lông mà là từng sợi hồ quang những sợi hồ quang này rất nhỏ, nó chui ra từ cơ thể tệ thú quỷ ngư, nhìn giống như từng sợi lông mảnh mai, cọng nào cọng nấy đều rất thẳng, giống như những cây kim mỏng. Kể cũng lạ, khi những sợi hồ quang dài thẳng này chạm vào bong bóng thì giống như đâm thủng bong bóng, ngươi thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng điện xẹt đùng đùng. Sau khi những sợi hồ quang đâm vào bong bóng thì bong bóng biến thành màu đen. Nhưng nhìn kỹ thì không phải bong bóng biến thành màu đen mà là hồ quang truyền một loại chất lỏng màu đen giống như nước mực ra khỏi cơ thể tệ thú quỷ ngư khi chất lỏng của tệ thú quỷ ngưu bị hồ quang hút ra ngoài truyền vào trong bong bóng thì chất lỏng màu đen lập tức lan khắp bong bóng chính vì vậy bong bóng giống như biến thành những viên hắc châu hơn thế chất lỏng màu đen này rất đen khiến cho hắc châu thoạt nhìn rất giống chân châu đen kể cũng lạ khi bong bóng bị chất lỏng màu đen đổ đầy thì nó lại từ từ trồi lên trên cuối cùng trồi lên mặt nước chỉ nghe cái bụp chỉ thấy những viên bong bóng này vỡ nát ngay lập tức thế nhưng chất lỏng màu đen lại không chảy vào trong ao mà là bốc hơi như khói hơn nữa khi chất lỏng màu đen này vừa vào không khí thì chỉ nghe thấy tiếng xì 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 vang không dứt, giống như có thứ gì đó đang đốt cháy chất lỏng màu đen này vậy. Trong nháy mắt, tất cả chất lỏng màu đen bay lành bềnh trong không khí đều bị đốt cháy hết sạch. Tệ thú quỷ ngưng ngâm càng lâu thì càng có nhiều bong bóng nổi lên mặt nước, sau đó vỡ tan, chất lỏng màu đen bay trong không khí, sau đó nhanh chóng bị đốt mất. Nhưng bất kể có bao nhiêu bong bóng nổi lên mặt nước thì số lượng bong bóng trong ao vẫn không giảm, bởi vì sau khi bong bóng vỡ nát thì đáy ao lại lập tức trồi lên bong bóng mới tệ thú quỷ ngưu ngâm càng lâu thì chất lòng màu đen chảy ra từ thân thể nó ngày càng nhạt cuối cùng không còn chất lòng màu đen chảy ra nữa chỉ nghe tiếng chớp giật đùng đùng chỉ thấy hồ quang nhìn như cọng lông lần lượt biến mất sau mộ hồi lâu lại nghe thấy tiếng đùng đùng chỉ thấy trên mình tệ thú quỷ ngưu lại xuất hiện chớp giật thế nhưng chớp giật lần này hoàn toàn khác chúng nó giống như những sợi kim tuyến vàng óng ả à. những sợi hồ quang giống như được chế tạo bởi vàng nguyên chất vậy dầm cuối cùng tệ thú quỷ ngưu vọt khỏi ao toàn thân nó óng ánh màu vàng dưới hào quang của tia chớp, làn da của nó biến thành màu vàng óng, nó giống như một con quỷ ngư hoàng kim vậy, cơ thể tỏa ra khí tức độc nhất vô nhị, khí tức mạnh hơn khí tức của nó trước đây, càng có vẻ hoàng giả hơn, giống như huyết thống của nó là thứ cao quý không gì sánh bằng. Sau khi rời nước thì lồng ngực của tệ thú quỷ ngư vang ầm ầm, giống như tiếng đập mạnh vào trống lớn, tiếng đập như tiếng sấm khiến người khác run rẩy. A a tệ thú quỷ ngư quay về phía lý thất dạ kêu lớn vài tiếng, âm thanh truyền ra từ yết hầu của nó giống như tiếng người. Lúc này Tệ Thú Quỷ Ngưu đã bắt đầu thoát thai hoán cốt, một khi nó thật sự thoát khỏi thú thai thì cũng có nghĩa nó không chỉ khai trí, mà còn thuế biến tới một mức độ xưa này chưa từng có. Nhìn thấy dáng vẻ cực kỳ hưng phấn của Tệ Thú Quỷ Ngưu, Lý Thất Dạ mỉm cười, cười nói: "Đây đúng là chuyện vui, chờ ngươi thoát khỏi thú thai thì có lẽ ngươi sẽ có ngày đi ra bên ngoài, nhìn ngắm thế giới bên ngoài." Đương nhiên, con đường này còn rất dài, tương lai chưa chắc đã thành công. Nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, Mạnh như Tệ Thú Quỷ Ngưu cũng không hiểu lắm. Lúc này Lý Thất Dạ không quan tâm tới tệ thú quỷ ngưu nữa, hắn đưa tay, chỉ nghe rầm, chỉ thấy tất cả bong bóng trong ao lập tức bay khỏi ao, bong bóng và hồ đều lơ lửng giữa không trung. Khi Lý Thất Dạ đè bàn tay xuống, chỉ nghe răng rắc, răng rắc, chỉ thấy cái ao vỡ vụn từng tấc một, cuối cùng ầm một cái, toàn bộ cái ao vỡ nát. Rầm sau khi cái ao vỡ nát thì lúc này mới thấy dưới ao có một vòng xoáy lớn cỡ tấm gương, vòng xoáy này lóng lánh trong suốt, chỉ nghe bụp, vòng xoáy này bị Lý Thất Dạ nhổ ra khỏi đại địa sau đó bàn tay cuốn lấy, hút hết tất cả bong bóng, chỉ nghe bùm bụp, bùm bụp, tất cả bong bóng giống như sủi cảo rơi vào nồi, tất cả đều bị vòng xoáy hút hết, cuối cùng chỉ nghe rầm, vòng xoáy dừng lại, từ từ gắn kết thành một viên bong bóng rất lớn, viên bong bóng này lấp lánh, thoạt nhìn rất khống một quả cầu thủy tinh, chương 3497, vạn phong lĩnh, thượng nhìn bong bóng thoạt nhìn như quả cầu thủy tinh trong tay, lý thất dạng nghiêm mắt, nói chậm, thứ cần thiết đã tới tay, đã tới lúc gặp mặt rồi nói xong thì thần thái nghiêm lại vạn phong lĩnh là một dãy núi ở kim tiễn lạc địa bởi vì dãy núi này vắt ngang đại địa có hàng ngàn đỉnh núi vây quanh cho nên mới được gọi là vạn phong lĩnh hôm nay vạn phong lĩnh tụ tập không ít tu sĩ cường giả tới từ rất nhiều đạo thống vạn thống giới hơn nữa trong đó có rất nhiều đại nhân vật tiếng tam lừng lẫy thậm chí còn có cả lão tổ đạo thống nhất là bàn long đạo thống kiếm trùng khai thiên đạo thống đều dốc toàn bộ lực lượng rất nhiều lão tổ đích thân giá lâm tới vạn phong lĩnh đích thân tọa trấn ở nơi này đại cục lần này ở vạn phong lĩnh do đích thân dương minh tán nhân chủ trì, tuy dương minh tán nhân không hiệu lệnh thiên hạ, cưỡng ép tất cả đạo thống vạn thống giới phải có mặt, thế nhưng vẫn có rất nhiều đạo thống tới vạn phong lĩnh tham gia thịnh hội. Lần thịnh hội này, bất kể là ủng hộ mộc thiếu thần, hay là xem trò vui, hay là ôm mục đích nào khác, tất cả đều lần lượt tới tham gia. Lần thịnh hội này tuy do dương minh tán nhân lâm thời tổ chức, thế nhưng người thông minh đều biết lần thịnh hội này sẽ ảnh hưởng tới thế cuộc của vạn thống giới. Nếu như mộc thiếu thần chiếm thượng phong như vậy tương lai Mộc Thiếu Thần sẽ khống chế đại thế của vạn thống giới. Nếu như Mộc Thiếu Thần thật sự bắt tay với những đại đạo thống như Chu Tương Võ Đình thì một khi liên minh mạnh mẽ này hình thành, cũng có nghĩa Mộc Thiếu Thần vừa kêu gọi thì sẽ có vô số đạo thống hưởng ứng. Nếu thật sự tới nước đó thì không chỉ dung chuyển địa vị của những đạo thống mạnh mẽ như Dương Minh Giáo, mà thậm chí còn nắm vững đại cục của vạn thống giới trong lòng bàn tay. Vì vậy có một số trí giả người được mùi vị khác thường. Lần thịnh hội này không đơn giản là vì phán xét lý thất dạ có phải là ma đầu hay không, cũng không đơn giản là quyết định xem có nên tiếp tục chấp hành thỏa thuận giữa vạn thống giới với cổ đình hay không. Trong thời gian ngắn, chỉ thấy cường giả tập hợp chật kín vạn phong lĩnh, tu sĩ cường giả tới từ ngũ hồ tứ hải đều vội vàng xuất hiện ở vạn phong lĩnh. Lão tổ cấp bậc chân thần đăng thiên bình thường ít xuất hiện cũng lần lượt xuất hiện ở vạn phong lĩnh. Chính vì vậy, bầu không khí ở vạn phong lĩnh rất nghẹn thở, nhất là khi lão tổ của những đạo thống như bàn long đạo thống giá lâm, mặt mày của bọn họ đầy sát ý. Đây cũng là lý do vạn phong lĩnh tràn ngập sát khí bởi vì thịnh hội vạn phong lĩnh do dương minh tán nhân lâm thời tổ chức nên dương minh tán nhân phụ trách toàn bộ trật tự của thịnh hội cũng thể hiện ra thực lực mạnh mẽ của dương minh giáo tuy là lâm thời tổ chức đại hội long trọng như thế này thế nhưng trật tự của vạn phong linh lại ngay ngắn rõ ràng không hề phát sinh náo loạn nhất là khi dương minh tán nhân tọa trấn vạn phong lĩnh thì ngay cả lão tổ giá lâm cũng phải tuân thủ trật tự không dám khoe khoang thân phận phá hoại trật tự của thịnh hội dương minh tán nhân đích thân tọa trấn vạn phong lĩnh phía sau nàng còn có lão tổ như dương minh tu đà đi theo hơn nữa còn có không ít cường giả dương minh giáo tới có thể nói đội hình của dương minh giáo rất mạnh mẽ trên vạn phong lĩnh ngoại trừ dương minh giáo ra thì lão tổ của những đạo thống mạnh mẽ như chu tương võ đình bàn long đạo thống đều lần lượt vào chỗ còn những cường giả đạo thống khác thì được sắp xếp ở trên những ngọn núi xung quanh chính vì vậy tạo thành cảnh tượng vạn phong lĩnh là trung tâm những ngọn núi khác chỉ là kép phụ bố cục này cũng như đang ám chỉ với vạn thống giới rằng những đạo thống như dương minh giáo chu tương võ đình chính là trung tâm nắm giữ đại cục vạn thống giới chỉ trong thời gian ngắn, vạn phong lĩnh tụ tập rất nhiều lão tổ đạo thống, vạn phong lĩnh cũng trở nên ồn ào, cực kỳ náo nhiệt, chẳng phải chỉ là thẩm phán lý thất giả thôi sao, nhìn thấy đại thế như vậy, có vạn bối nói nhỏ, đâu có đơn giản như vậy, có trường bối lắc đầu, nói, sợ rằng lần thịnh hội này sẽ quyết định đại thế vạn năm tới của vạn thống giới, thậm chí còn quyết định sự hưng suy của rất nhiều đạo thống, chẳng phải là thẩm phán xem lý thất giả có phải là ma đầu không hay thôi sao, làm sao lại liên quan tới sự hưng suy của vạn thống giới. Người trẻ tuổi nhìn thiền cận, không sao hiểu nổi, tương lai thì ngươi sẽ biết, trưởng bối không hề nói nhiều, nhìn biển người trước mắt, thần thái nghiêm túc, càng ngày càng có nhiều đạo thống tới tham gia thịnh hội, thế nhưng đối tượng bị thẩm phán lý thất dạ lại bạt vô âm tín, giống như đá chìm đáy biển, tán nhân, nếu như ma đầu lý thất dạ không xuất hiện thì đại hội thẩm phán lần này làm sao cử hành, ngay khi lý thất dạ còn chưa có mặt, lão tổ kiếm trùng đứng ra làm khó đầu tiên, chất vấn dương minh tán nhân, không sai, vô số cường giả vạn thống giới tụ tập ở đây, ma đầu lý thất dạ cực kỳ giả hoạt hắn chưa chắc sẽ tới tham gia nói không chừng hắn đang trốn trong bóng tối giờ thủ đoạn ám sát đệ tử của các đạo thống chúng ta lão tổ khai thiên lão tổ cũng bất mãn ta tin lý thất dạ sẽ tham gia đại hội thẩm phán Dương minh tán nhân không hề dao động nói chậm lý thất dạ hoành tảo bát phương không phải là hạng người sợ phiền phúc há tán nhân không thể nói như vậy được chúng ta quá quân tử đối với tên ma đầu này rồi một vị lão tổ của bàn long đạo thống trầm giọng ma đầu lý thất dạ dùng ma công tàn sát ngàn vạn tu sĩ, đây là sự thật như thép. Đối với hạng ma đầu như thế, tất cả đạo thống của vạn thống giới nên liên thủ chém giết ma đầu lý thất dạ, trả lại bầu trời trong sáng cho vạn thống giới. Vệ đạo trừ ma chính là trách nhiệm của mọi người, mọi người nói có đúng không, không sai, ma đầu lý thất dạ, người người chu diệt. Lão Tổ Bàn Long đạo thống vừa nói vậy, ngay lập tức có không ít đạo thống phụ họa, quy tắc chính là quy tắc. Nếu như các đại đạo thống đã ký thỏa thuận thì phải làm việc theo thỏa thuận. Dương Minh Tán Nhân nói chậm, nếu như mọi người không thừa nhận thỏa thuận mà đạo thống của mình ký thì cứ việc làm theo ý mình. Nếu mọi người đã ký thỏa thuận rồi thì phải để cho Lý Thất Dạ cơ hội tự chứng minh, có phải ma đầu hay không, không phải chúng ta có thể quyết định. Chương 3498, Vạn Phong Lĩnh, Hạ Dương Minh Tán Nhân nói vậy khiến không ít người có mặt ở đây hử nhẹ. Tuy rằng khó chịu, thế nhưng bọn họ chỉ có thể nhìn nhau, không ai đứng ra phản đối. Dù sao, năm đó thỏa thuận do Liên Quân ký kết, ai mà dám đơn độc phủ nhận thỏa thuận này chứ chuyện này ảnh hưởng tới uy tín cùng địa vị của đạo thống của mình, sẽ không có đạo thống nào dám đơn độc hủy bỏ thỏa thuận này. Tán nhân, lỡ như, chúng ta chỉ nói lỡ như, lỡ như ý thất dạ thật sự không tới tham gia thẩm phán thì sẽ như thế nào? Như vậy chẳng phải chúng ta đã phí công rồi hay sao? Chuyện khôi hài như vậy, rất khó phục chúng. Lúc này, lão tổ Chu Tương Võ Đình nói, nhất thời, không ít lão tổ đạo thống cùng nhìn Dương Minh tán nhân. Mọi người biết, lần thịnh hội này rất có thể sẽ dung chuyển địa vị của Dương Minh giáo ở vạn thống giới. Một khi địa vị của Dương Minh Giáo ở vạn thống giới bị dung truyền, như vậy ở vạn thống giới người có cơ hội thay thế Dương Minh Giáo xuất lĩnh vạn thống giới nhất đó chính là Chu Tương Võ Đình. Chu Tương Võ Đình vốn là một trong những đạo thống có thực lực mạnh mẽ nhất, huống chi hiện tại Chu Tương Võ Đình lại có quan hệ không tầm thường với một thiếu thần. Lúc này Chu Tương Võ Đình làm khó, lập tức để mọi người nghĩ ngợi lung tung. Rất nhiều người đều nghĩ rằng, lúc này Chu Tương Võ Đình chính là người muốn dung chuyển địa vị của Dương Minh Giáo nhất. Lúc này, không ít người nghĩ rằng nếu như Lý Thất Dạ không xuất hiện thì Chu Tương Võ Định sẽ cười nhạo Dương Minh Giáo, cười nhạo Dương Minh Tán Nhân. Chu Tương Võ Đình các ngươi cứ yên tâm. Sau khi lão tổ Chu Tương Võ Đình vừa nói xong thì Trường Sinh Chân Nhân nhà nhã nói, Trường Sinh Cốc chúng ta đảm bảo, Lý Thất Dạ nhất định sẽ tới tham gia thịnh hội này. Nếu như các ngươi hy vọng hắn không xuất hiện, như vậy thì hãy từ bỏ suy nghĩ này đi. Há, Chân Nhân, xin mạo muội đắc tội. Lão tổ bàn long đạo thống cười âm trầm, nói, trường sinh cốc các người từ lâu đã thành rán chuột một ổ với lý thất dạ các người cấu kết với nhau làm chuyện xấu thì có tư cách gì đảm bảo cho lý thất dạ chứ trường sinh chân nhân nhìn vị lão tổ này không hề tức giận cười tùm tìm nói trường sinh cốc chúng ta không có tư cách như vậy thì bàn long đạo thống à không như vậy thì bái nguyệt giáo của các người là cái giống gì một đám ký sinh trùng tu thú chiếm tổ chim khách không có tư cách tới những nơi trang trọng như thế này vất vả lắm mới kiếm chát được một chút thanh danh thế mà cũng dám nhảy nhót trước mặt trường sinh cốc chúng ta lời này của trường sinh chân nhân rất bá đạo lời nói này như một bạt tai vào mặt bàn long đạo thống khiến mọi người líu lưỡi tuy mọi người đều biết chuyện của bàn long đạo thống thế nhưng không ai muốn nhắc tới bởi vì chuyện này sẽ phá hoại tình hữu nghị giữa hai đạo thống bây giờ trường sinh chân nhân đứng trước mặt người trong thiên hạ trào phúng bàn long đạo thống hành động này không hề giống phong cách biết điều của trường sinh cốc trước đây người lão tổ của bàn long đạo thống lập tức đứng lên cảm tức nhìn trường sinh chân nhân lạnh giọng quát trường sinh chân nhân ăn nói thật quá quắc coi bản long đạo thống chúng ta không có ai sao, coi bản long đạo thống các ngươi không có ai thì đã sao, trường sinh chân nhân cười lạnh, nói, chẳng lẽ phải sợ bản long đạo thống các người hay sao, chân nhân quá lời rồi, lúc này, lão tổ khai thiên đạo thống lên tiếng, trầm giọng nói, cho dù lý thất dạ là đệ tử của trường sinh đạo thống các người, thế nhưng, trường sinh đạo thống các người muốn đảm bảo hắn, nói nghe thì dễ, nhưng, chẳng có gì dễ hay khó cả, trường sinh chân nhân cắt lời lão tổ khai thiên đạo thống, lạnh nhạt nói, chẳng phải chỉ là họ mục thôi sao? Quá lời gì chứ? Có cần trường sinh cốc 11 vị chân đế tiên thống giới xuống hay không? Nếu như mọi người muốn chơi lớn, như vậy thì chơi lớn một vố đi. Đừng có che che giấu giấu nữa, mọi người cứ nói thẳng là được. Vệ đạo trừ ma gì chứ? Cứ thích chết vàng lên mặt mình. Một đám ngụy quân tử, trường sinh chân nhân vừa nói như thế. Tất cả mọi người hít lạnh, nhất thời, tất cả mọi người nhìn nhau. Bởi vì câu nói này quá sức bá đạo, nhất thời, vô số lão tổ đạo thống sắc mặt hết sức khó coi nhất là những lão tổ đạo thống như bà long đạo thống càng căm tức nhìn trường sinh chân nhân bởi vì câu nói của trường sinh chân nhân giống như một bà tay và mạnh vào mặt bọn họ chỉ thẳng vào mặt bọn họ mắng bọn họ là ngụy quân tử thế nhưng trường sinh chân nhân bá đạo thì bá đạo chứ câu nói của nàng hết sức mạnh mẽ trường sinh chân nhân tuy điệu thấp thế nhưng nội tình lại hết sức mạnh mẽ không có bất cứ đạo thống nào dám khinh thường nếu như trường sinh cốc thật sự muốn mời một vị tiên đế ở tiên thống giới xuống thì cũng không phải là chuyện không thể dù sao đã từng có không ít chân để thiếu nợ ân tình của trường sinh cốc thậm chí từng có thủy tổ thiếu nợ ân tình của trường sinh cốc nếu như trường sinh cốc muốn làm lớn thì chuyện này rất có thể sẽ xảy ra chân nhân quá lời rồi lão tổ chu tương võ đình nói chậm chúng ta không hề thù địch trường sinh đạo thống chúng ta chỉ nhằm vào tên ma đầu lý thất dạ mà thôi chúng ta chỉ là lo lắng chân nhân cùng trường sinh cốc bị ma đầu lý thất dạ qua mắt chỉ hy vọng suy nghĩ lại cẩn thận mà thôi ta tin nếu như ý thất dạ bị phán tội là ma đầu thì người trong thiên hạ chắc chắn bắt tay nhau tiêu diệt hắn, tán nhân thấy có đúng không? Nói tới đây, lão tổ Chu Tương Võ Đình nhìn Dương Minh tán nhân. Chu Tương Võ Đình không chỉ muốn kéo trường sinh cốc xuống nước mà còn muốn kéo luôn cả Dương Minh giáo xuống nước. Trong trận phong ba này, ai cũng đừng hòng toàn thân trở ra. Nhất thời, mọi người cùng nhìn Dương Minh tán nhân. Dương Minh tán nhân ngồi ngay tại chỗ, thần thái tự nhiên, cao quý ngời ngợi, nói chậm, nếu như ý thất dạ thật sự tu luyện huyết vệ, làm hại thiên hạ, thì phải cần tiêu diệt đồng thời cũng có nghĩa cuồng đình đạo thống vi phạm thỏa thuận ngồi vững danh hiệu ma giáo dương minh giáo ta là người đầu tiên không bỏ qua thái độ của dương minh tán nhân khiến rất nhiều người thờ phào nhẹ nhõm cũng có một số người trong mối ngổn ngang chân nhân nghe thấy rồi chứ lúc này lão tổ chu tương võ đình mới nhìn trường sinh chân nhân nói chậm nếu như ý thất giả là ma đầu thì trường sinh đạo thống vẫn còn bao trẻ hắn sao trường sinh đạo thống muốn đối địch với cả thiên hạ hay sao chương .3499 cường giả tụ hội không có nếu như trường sinh chân nhân cắt lời lão tổ chu tương võ đình nói ta tin tưởng đệ tử của trường sinh cốc hắn tuyệt đối sẽ không tu luyện công pháp huyết vệ gì gì đấy tuyệt đối không phải là ma đầu trường sinh đạo thống có thể đảm bảo thay hắn sợ rằng không thể sau khi trường sinh chân nhân nói xong thì dương minh tán nhân nhẹ nhàng lắc đầu nói nếu như trường sinh đạo thống đã nhận lý thất giả là thủ tịch đại đệ tử rồi thì không thể đảm bảo thay hắn được trường sinh đạo thống càng phải phân rõ giới tuyến đây là quy tắc sao hả tán nhân muốn sống mái với ta sao trường sinh chân nhân nhìn Dương Minh Tán Nhân, nói, Dương Minh Tán Nhân vẫn bình tĩnh ý cũ, nói, cũng không phải muốn chống đối chân nhân, ta chỉ trần thuật sự thật mà thôi. Nếu như trường sinh cốc muốn đảm bảo thay hắn thì nên loại bỏ hắn khỏi vị trí thủ tịch đại đệ tử, bằng không thì là công tư không phân. Quan trọng như vậy là vì chuyện này là chuyện lớn ảnh hưởng tới toàn bộ vạn thống giới. Ta cảm thấy lời này rất có đạo lý, chuyện này ảnh hưởng tới sự hưng suy vạn thế của vạn thống giới, không thể vì tư tâm mà chậm trễ. Nhất thời, vô số đạo thống lần lượt phụ họa, ai cũng ủng hộ trường sinh cốc lời nói của dương minh tán nhân không phải không có đạo lý lời nói của nàng không nhằm vào lý thất dạ hoặc nhằm vào trường sinh cốc nàng nói như vậy chỉ là ôm thái độ công bằng giải quyết việc chung mà thôi mục thiếu chủ đến ngay khi các đạo thống tranh luận không ngớt thì có tiếng quát to vang lên tiếng quát chấn động ngôi sao trên trời run rẩy lẩy bẩy chỉ nghe đùng 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 chỉ thấy một chiếc thần xa chạy tới nghiền nát hư không thần xa tuôn trào ô quang thanh loan kéo xe khí thế uy hiếp bắt hoang nhìn thấy có bốn vị chân thần đang thiên hộ giá, mọi người không khỏi hít lạnh, trên thần xa, chỉ thấy một thiếu thần ngồi thẳng lưng, vẫn trái ôm phải ấp như cũ, có tư thế bẽ nghĩa cửu thiên thập địa. Khi một thiếu thần đứng dậy thì ngay lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, tất cả mọi người vội vàng nhìn hắn, nhưng cũng có một số người thấy một thiếu thần bày giá lớn như thế, nhất là còn trái ôm phải ấp, trong lòng rất khó chịu, hừ, cái giá quá lớn rồi, có người hừ lạnh, trong lòng rất bất mãn. Thế nhưng khi Mộc Thiếu Thần tới nơi thì lão tổ của các đạo thống như Bàn Long đạo thống, Kiếm Trùng, Tịnh Dương đạo thống đều vội vàng đứng dậy chào đón, đông đảo đạo thống vấn an Mộc Thiếu Thần, ngay cả lão tổ Chu Tương Võ Đình tuy không chào đón, thế nhưng cũng đứng dậy vấn an Mộc Thiếu Thần, từ đầu tới cuối, chỉ có hàng ngũ của Trường Sinh Chân Nhân, Dương Minh tán nhân là không đứng dậy, và cũng chỉ có đạo thống như bọn họ mới có tư cách ngồi yên không nhúc nhích, còn những đạo thống khác cho dù không nịnh nọt Mộc Thiếu Thần thì cũng không dám đắc tội, nhất là đệ tử Kiếm Trùng ngay cả lão tổ khi nhìn thấy một Thiếu Thần thì cũng cực kỳ cung kính, giống như nghênh đón thiếu chủ của mình vậy. Tại sao Kiếm Trùng lại cung kính Mộc Thiếu Thần như vậy? Nhìn thấy Kiếm Trùng cung kính quá mức, có người nói nhỏ, nghe nói sau khi Mộc Thiếu Thần tới Kim Tiễn Lạc Địa thì đã giúp Kiếm Trùng tìm được kiếm phần mà Kiếm Trùng làm mất đã lâu, Mộc Thiếu Thần truyền thụ kiếm pháp ở trong kiếm phần lại cho Kiếm Trùng. Điều này đối với Kiếm Trùng chính là ân trọng như núi, trên dưới Kiếm Trùng đồng ý hiệu lực cho Mộc Thiếu Thần, có lão tổ nói nhỏ, lợi hại, đúng là thiên phú vô song. Nghe vậy, không ít người chấn động. Lúc này, một thiếu thần khoan thai đi xuống thần xa, thần thái tự nhiên, cử chỉ cao thượng, ánh mắt bể nghẽ, chư vị tiền bối. Thiếu thần lâm thời có việc chậm trễ, thật là có lỗi. Một thiếu thần nói chậm, tuy nói như vậy thế nhưng lại không hề có ý xin lỗi. Không sao, không sao cả, ma đầu họ lý cũng còn chưa có tới. Ngay lập tức có không ít lão tổ đạo thống phụ họa. Theo lẽ thường, lão tổ đạo thống dầu gì cũng là chân thần đăng thiên. Tại sao lại phải nịnh bợ họ mộc như vậy chứ? có tu sĩ trẻ tuổi không phục mộc thiếu thần nhất là những cường già trẻ tuổi ái mộ công chúa bảo kỳ môn cùng ngọc nữ âu dương thế gia thì càng coi mộc thiếu thần là kẻ thù lợi ích có lão tổ ngưng mát nói chậm có không ít đạo thống không phải chỉ vì uy danh của mộc gia chỉ riêng thiên phú của mộc thiếu chủ thôi thì cũng đủ giá trị để vô số đạo thống lôi kéo thiên phú của mộc thiếu chủ không ai sánh bằng vang dội cổ kim rất nhiều thứ hắn chỉ cần lướt mắt thôi thì đã có thể tìm hiểu nhìn mà xem đạo thống thân cận với mục thiếu chủ đều có thu hoạch phong phú như bảo kỳ muôn được mục thiếu chủ nhìn qua tổ bi của bọn họ tìm lại công pháp thất truyền cho bọn họ ngọc nữ âu dương thế ra được mục thiếu chủ chỉ điểm sơ qua thì đạo hạnh tăng như gió tu luyện được bất thế thuật có thể nói có vô số đạo thống muốn nhờ vào thiên phú của mục thiếu chủ tìm lại tuyệt thế công pháp đã thất truyền của đạo thống nói tới đây vị lão tổ này thở dài nói thiên phú như thế nhất định không tầm thường nhìn kiếm chủng mà xem bây giờ bọn họ cũng cam tâm tình nguyện cống hiến cho hắn bởi vì một thiếu chủ tìm lại kiếm phần cho bọn họ, truyền thụ kiếm đạo tuyệt thế vô song lại cho kiếm trùng. Đối với kiếm trùng mà nói, đây là một miếng mồi ngon hết sức cám dỗ. Lúc này, lão tổ kiếm trùng tự mình đưa tới một chiếc ngai vàng cho một thiếu thần, hơn nữa chiếc ngai vàng này còn được đặt trên ngọn núi cao nhất. Một thiếu thần không hề khách khí ngồi xuống, rất có tư thế ngang hàng với dương minh tán nhân. Nhìn thấy cảnh này, không ít người hít lạnh, một thiếu thần rất vô trương, bây giờ lại ngồi ở vị trí cao như vậy, giống như đang lãnh tụ toàn bộ vạn thống giới vậy thu lúc này tiếng ưng hót vang vọng thiên địa bầu trời tối sầm chỉ thấy một con ưng lớn che khuất bầu trời khi con ưng này thu cánh lại thì nó đứng ngạo nghễ trong hư không đứng trên tất cả mọi người bất kể là dương minh tán nhân hay là những đạo thống khác thì cũng đều thấp hơn con ưng này nửa cái đầu vân độ ưng thần nhìn thấy con ưng này rất nhiều người giật mình bất hủ đã tới rồi thế nhưng khi mọi người nhìn kỹ thì chỉ thấy một cô gái ngồi trên con ưng này cô gái này nhảy khỏi lưng ưng cô gái này khuôn nhan khuynh thành khiến người nhìn phải sáng mắt vân độ công chúa nhìn thấy cô gái này, vô số người sáng mắt, nhất là những tu sĩ ái mộ nàng thì càng nhìn ngắm say mê. Trường 3500, tăng cao nhất hô, thượng vân độ công chúa cao quý xinh đẹp, sau khi nàng nhảy khỏi con ưng thì rừng dưng không quan tâm tới bất kỳ người nào, thế nhưng khi nhìn thấy mộc thiếu thần thì cười tươi như hoa, bị mộc thiếu thần thu hút hết sự quan tâm, thần ca cũng đã tới rồi, vân độ công chúa cười tươi, đi tới đây, cúi người, chỉ vừa mới tới mà thôi, mộc thiếu thần đưa tay dìu vân độ công chúa, cử chỉ của hai người rất thân mật, nhìn thấy vân độ công chúa cùng mộc thiếu thần thân mật với nhau nhất thời vô số người cảm xúc ngổn ngang ưng thần tới rồi mộc thiếu thần cười nói lão tổ sẽ có mặt bất cứ lúc nào nhấc chân một cái là có mặt ngay tức khắc vân độ công chúa nhìn mộc thiếu thần hai mắt đầy vẻ ái mộ nghe vậy không ít người nhìn con ưng con đương ở đây cũng đại biểu vân độ ưng thần ở đây hắn có thể sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào một vị bất hủ đích thân tọa chấn khiến cho tất cả mọi người khó thở mọi người đều nghiêm mặt lại mộc thiếu thần đứng dậy nhìn tất cả mọi người, nói chậm, nếu như ưng thần đã tới rồi, như vậy thì mọi người đã tới đông đủ cả, chúng ta nên bắt đầu đi, đã tới lúc phán quyết rồi, đáng tiếc, lý thất dạ không có tới, thừa dịp này, có người chen vào một câu, câu này nói rất đúng lúc, một thiếu thần ngưng mắt, nói chậm, họ lý không tới là có tật giật mình, không dám đối mặt với người trong thiên hạ, phán hắn là ma cũng không hề quá đáng, mà đầu như thế, người người chu diệt, nghe vậy, không ít người nhìn nhau, nhất là những đạo thống bò bo, bo giữ mình thì càng hiểu rõ. Lần phán quyết này Mộc Thiếu Thần muốn toàn bộ vạn thống giới đối đầu với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ có tới hay không cũng không quan trọng, Mộc Thiếu Thần sẽ tìm đủ lý do để trục tội danh cho Lý Thất Dạ. Không sai, con rùa rụt đầu Lý Thất Dạ không tới là vì có tật giật mình, hắn nhất định tu luyện huyết vệ ba công. Đối với ma đầu như thế, còn cần nói chuyện nhân nghĩa gì chứ, cứ giết là xong. Lão Tổ Bản Long đạo thống lập tức phụ họa, ta ủng hộ, nói không chừng Lý Thất Dạ đang định trốn về cuồng đình đạo thống, chúng ta tuyệt đối không thể để cho hắn cơ hội trốn về sao huyệt bây giờ hãy lập tức phát binh tiêu diệt ma đầu lý thất giả kiếm trùng khai thiên đạo thống cũng vội vàng phụ họa nhất thời có không ít đạo thống đứng về phía mộc thiếu thần còn những đạo thống không tỏ thái độ thì không tiện đứng ra phản đối chỉ có thể nhìn xương minh tán nhân nếu như lúc này bọn họ đứng ra phản đối thì cũng có nghĩa bọn họ thông đồng làm bậy với lý thất dạ. tới khi đó cho dù bọn họ có nhảy xuống sông hoàng hà thì cũng không thể rửa sạch tội còn chưa phán quyết mà đã định tội người khác không thích hợp Dương Minh Tán Nhân ngồi yên tại chỗ, nói chậm, ít nhất chúng ta cũng nên cho Lý Thất Dạ một cơ hội tự chứng minh, e rằng hắn sẽ không xuất hiện. Mục thiếu thần nhìn chằm chằm vào Dương Minh Tán Nhân, nói chậm, Tán Nhân, nếu như Lý Thất Dạ không xuất hiện thì lẽ nào chúng ta cứ kéo dài như thế sao? Mọi người đã chờ ở đây đủ lâu rồi, Lý Thất Dạ không dám tới là vì trột dạ, hắn nhất định tu luyện ma công. Bây giờ chúng ta không cần thảo luận hắn có phải là ma đầu hay không nữa mà chúng ta phải nên thảo luận các đạo thống liên hợp với nhau như thế nào để tiêu diệt tên ma đầu lý thất dạ này. Mục thiếu thần nói rất hùng hổ, không chỉ đơn giản là phán quyết lý thất dạ mà mục thiếu thần còn muốn mượn lần thịnh hội này cướp đoạt địa vị lãnh tụ vạn thống giới của Dương Minh Giáo. Chỉ cần lúc này phần lớn đạo thống vạn thống giới theo phe của hắn thì mục thiếu thần hắn sẽ là lãnh tụ của toàn bộ vạn thống giới. Mục thiếu chủ quá gấp gáp rồi, đại hội chỉ vừa bắt đầu. Đối với lời nói hùng hồ của mục thiếu thần, Dương Minh tán nhân không giận, có điều hai mắt nghiêm lại, nói chậm, không phải mục thiếu chủ gấp. Lúc này, lão tổ kiếm trùng cũng trầm giọng nói, mà là chúng ta đã đợi lâu rồi nhưng lý thất dạ vẫn chưa xuất hiện e rằng hắn đã chạy trốn từ lâu rồi tán nhân chúng ta cứ mãi ngồi chờ ở đây chính là đang tạo cơ hội cho tên ma đầu lý thất dạ tán nhân họ lý cứ chậm chạp không chịu xuất hiện cần phải phán quyết đối với ma đầu như thế không cần phải nói đạo nghĩa nếu như tán nhân cứ cố chấp suy nghĩ của mình mà làm lỡ cơ hội như vậy sẽ khiến vô số sinh mệnh vô tội chết dưới tay tên ma đầu này sợ rằng tán nhân cũng không muốn gánh vác trách nhiệm đó đâu lão tổ chu tương võ đình cũng lên tiếng lúc này không chỉ bàn long đạo thống chu tương võ đình tỏ thái độ mà còn có vô số đạo thống vội vàng tỏ thái độ nhất thời đạo thống đứng về phía mộc thiếu thần vượt hơn một nửa những đạo thống từng chiếm được lợi ích như kiếm chủng đều ủng hộ mộc thiếu thần một cách tuyệt đối mộc thiếu thần đã hình thành địa vị lãnh tụ trong lòng bọn họ rồi trên thực tế chu tương võ đình cũng tình nguyện đứng về phía của mộc thiếu thần bọn họ không chỉ có được lợi ích của mộc thiếu thần mà quan trọng hơn đó là mộc thiếu thần sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi vạn thống giới sớm muộn gì cũng có ngày sẽ trở về để thống giới. Nếu như bây giờ lật đổ địa vị lãnh tụ của Dương Minh Giáo, cho dù Mộc Thiếu Thần có ngồi vào vị trí này đi chăng nữa thì sau khi Mộc Thiếu Thần rời khỏi thì cũng có nghĩa Chu Tương Võ Đình sẽ thay thế Dương Minh Giáo, trở thành lãnh tụ của vạn thống giới. Nhất thời, thế lực mới thế lực cũ hình thành, hôm nay không chỉ đơn giản là phán quyết lý thất dạ, mà còn là một hồi thịnh hội tranh quyền đoạt vị của vạn thống giới. Lý thất dạ không dám xuất hiện chính là có tật giật mình, nhất định tu luyện ma công, chúng ta phải diệt trừ tên ma đầu này. Lúc này, có đạo thống tuyên bố, nhất thời, hiện trường sôi trào, trái lại Dương Minh Tán Nhân cùng trường sinh chân nhân rất bình tĩnh, không hề nói gì, không sai, bây giờ chúng ta nên xuất binh tiêu diệt tên ma đầu này, có người lập tức hét lớn, tốt, lúc này, một thiếu thần lên tiếng, chỉ trong thời gian ngắn, một thiếu thần đảo khách thành chủ, hắn nói lạnh lùng, lý thất dạ không dám xuất hiện, như vậy chúng ta phái người đi tìm, tuyệt đối không để hắn chạy trốn, lúc này, một thiếu thần đang cao nhất hô, có ngàn vạn người ủng hộ. Ai nói công tử của chúng ta không dám xuất hiện, đúng lúc này, một âm thanh lạnh lùng vang lên, chỉ thấy hai bóng người xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Nhớ like, để lại bình luận và đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.